là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất lịch sử bóng đá qua mọi thời đại. Chơi 125 trận cho đội tuyển Brazil, một lần vô địch World Cup, hơn 500 trận đấu cho câu lạc bộ vĩ đại Real Madrid, chinh phục 4 La Liga, 3 Champions League. Dù chỉ cao có 1m68 nhưng sở hữu vòng đùi cực khủng 61cm, tức to hơn cả vòng eo 56 của Ngọc Trinh. Anh là cầu thủ hiếm hoi trên hành tinh có thể tung ra những cú sút uy lực. Không chỉ vậy, lực sút giống như một siêu nhân, có thể khiến đường đi của trái bóng bị biến dạng và tạo nên những bàn thắng chưa từng có trong lịch sử túc cầu. Baby, I got the gold, and I know that, that you're gone. Roberto Carlos da Silva Rocha sinh ngày 10 tháng 4 năm 1973 tại Gacha, tiểu bang Sao Paulo. Giống như bao huyền thoại bóng đá khác, Roberto Carlos cũng lớn lên từ bóng đá đường phố. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình bằng việc chơi bóng cho União São João, một câu lạc bộ thuộc bang Sao Paulo. Năm 1992, khi lên 19 tuổi, Carlos gia nhập Atlético Mineiro. Vào năm 93, anh chuyển đến Palmeiras, nơi cầu thủ này chơi 2 mùa giải nhưng đã cùng với câu lạc bộ vô địch Brazil 2 mùa bóng liên tiếp. Đó cũng là lúc mà cánh cửa châu Âu mở ra với Roberto Carlos. Khi mà gần như chắc chắn anh sẽ chuyển đến Aston Villa, thì vào giờ chót, Inter Milan đã phỏng tay trên của câu lạc bộ nước Anh. Dù chỉ chơi tại Inter trong một mùa bóng duy nhất 95-96, nhưng đó lại là thời điểm mà Carlos đã tự giới thiệu tên tuổi của mình đến khắp các câu lạc bộ danh tiếng tại châu Âu. Dù là một hậu vệ, nhưng anh tấn công còn nhiều hơn phòng thủ. Những bàn thắng đáng nhớ, những cú sút phạt kinh điển đã mang anh đến câu lạc bộ vĩ đại nhất thế kỷ 20, Real Madrid. Trong mùa bóng duy nhất tại Inter, câu lạc bộ dù chơi bét bát và chỉ xếp thứ 7, nhưng với Carlos, đó lại là một món quà và là bước khởi đầu của một huyền thoại. Roberto Carlos gia nhập Real Madrid vào năm 96. Anh được trao chiếc áo số 3 và giữ vị trí hậu vệ trái tại Real trong suốt hơn một thập kỷ. Hậu vệ người Brazil đã gắn bó 11 mùa giải tại sân Santiago Bernabeu, ra sân 523 trận đấu và có được 69 bàn thắng. Năm 2006, anh phá vỡ kỷ lục của Alfredo Di Stefano khi trở thành cầu thủ nước ngoài đầu tiên ra sân nhiều nhất tại La Liga với 370 trận đấu. Trong suốt sự nghiệp của mình tại Real Madrid, anh luôn được so sánh với Paolo Maldini. Cả hai luôn cạnh tranh với nhau quyết liệt để xem ai mới là hậu vệ trái xuất sắc nhất lịch sử. Nhưng mỗi người đều có một thế mạnh riêng. Sự vĩ đại có thể là bằng nhau, nhưng nếu Maldini giỏi trong phòng thủ thì Carlos ngược lại. Anh là một hậu vệ sinh ra là để tấn công, một hậu vệ chuyên làm công việc ghi bàn. Carlos có thể chuyển từ phòng ngự sang tấn công chỉ với một cú bứt tốc hay một đường chuyền cực đỉnh, thậm chí tự mình solo ghi bàn. Anh chính là mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh tham vọng Galacticos 1.0 của chủ tịch Perez. Bàn thắng không tưởng vào tháng 2 năm 98 vào lưới Tenerife tại cúp nhà vua là một ví dụ điển hình. Nhiều người nói những bàn thắng của Roberto Carlos chỉ có thể được thực hiện trên game, nhưng với bàn thắng kinh điển này, thậm chí trên game bạn cũng không thể làm được. Cái chân trái ma lực của Carlos có thể đưa trái bóng bay với quỹ đạo nằm ngoài mọi quy tắc trong môn vật lý, nên không ai trách được những thủ môn đã từng là nạn nhân của anh. Chơi cho Real hơn 10 năm, anh đã cùng với câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha 4 lần vô địch La Liga, 3 lần vô địch Champions League vào các năm 98, 2000 và 2002. Trong đó, tại trận chung kết Champions League 2002 gặp Bayer Leverkusen, chính Carlos là người có quả ném biên dài 30m để Raul mở tỷ số. Và cũng chính anh chuyền bóng để Zidane ghi bàn thắng quyết định kinh điển. Những
những cú sút phạt còn mạnh hơn búa của Thor, lực sút ngang ngửa với những cú đấm của Hulk, và ngay cả những tấm khiên như của Captain America cũng không thể cản nổi những quả bóng đi như tên lửa của Carlos. Hè năm 2007, anh quyết định chọn Thổ Nhĩ Kỳ làm điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp. Nơi đó, anh phục vụ cho câu lạc bộ Fenerbahce. Anh đã bỏ lỡ gần như cả mùa giải đầu tiên vì những chấn thương và để vụt mất chức vô địch quốc gia vào tay Galatasaray. Sau 3 năm khá nhiều sóng gió tại Thổ Nhĩ Kỳ, Roberto Carlos quyết định trở về quê nhà Brazil thi đấu cho Corinthians, nơi anh tái hợp với người đồng đội thân thiết tại Real Madrid, Ronaldo. Dù chỉ chơi tại đây trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một năm, nhưng Carlos vẫn ghi được hai bàn thắng cực kỳ ấn tượng. Năm 2011, Roberto Carlos quyết định đến Nga chơi bóng cho câu lạc bộ nhà giàu Anzhi Makhachkala. Anh làm đội trưởng và ghi bàn thắng đầu tiên từ chấm 11m trong trận hòa 2-2 với Dynamo Moscow. Trong mùa bóng đầu tiên tại Anzhi, anh đã có được 5 bàn thắng sau 28 trận đấu. Trong 2 mùa bóng của mình tại Nga, anh đã 2 lần bị các cổ động viên nước này phân biệt chủng tộc. Trong khi thi đấu, các cổ động viên vô văn hóa đã ném quả chuối xuống sân. Tuy nhiên, Carlos vẫn bình tĩnh nhặt nó lên và giơ tay nói rằng mình đã bị phân biệt chủng tộc đến 2 lần. Năm 2012, anh chính thức tuyên bố giải nghệ. Năm 2015, Roberto Carlos tái xuất trong màu áo câu lạc bộ Ấn Độ Delhi Dynamos nhưng chỉ chơi 3 trận trước khi treo giày vĩnh viễn. Sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ, anh chuyển sang làm công tác huấn luyện tại chính Anzhi, rồi sau đó là Sivasspor, Belediyespor của Thổ Nhĩ Kỳ và Delhi Dynamos. Ra mắt đội tuyển Brazil vào năm 96, Roberto Carlos được tham dự giải Tứ Hùng để quảng bá cho World Cup 98 tại Pháp. Trên sân Jacques Lang vào năm 97, anh ghi một bàn thắng không thể lý giải vào lưới Fabien Barthez từ cự ly 35m. Anh lùi về lấy đà tận 10m đến vòng tròn giữa sân. Anh dậm chân từng bước nhỏ, tăng tốc dần rồi tung ra cú vút má ngoài. Đó cũng là thời khắc bóng đá thế giới chứng kiến một trong những cú đá phạt hàng rào đẹp nhất lịch sử, nếu không muốn nói là đẹp và kỳ dị nhất. Thậm chí, bàn thắng này còn trở thành thách thức đối với những nhà vật lý học. Bóng bay xa rào chắn cả mét và lệch ra ngoài khung thành. Một cậu bé nhặt bóng ngồi sau cột môn còn cúi thụp đầu xuống vì sợ trái tên lửa đó sẽ đập vào mặt mình. Nhưng trái bóng bẻ lái cực gắt, một quỹ đạo cong chưa từng có và đi thẳng vào lưới Fabien Barthez, đang đứng thơ thẩn như kiểu tôi là ai, đây là đâu. Bóng đi cong như một trái chuối nên từ đó tên tuổi Roberto Carlos gắn liền với cú sút trái chuối. Vận tốc bóng đi đến 130 km/h khiến các nhà vật lý Pháp ngay lập tức vào cuộc và vận dụng mọi kiến thức về chuyển động học để lý giải bàn thắng của 1-0-2 đó. Đến World Cup 98, dù chơi tuyệt hay nhưng đội tuyển Brazil của Carlos đã thất thủ 0-3 trước một đội tuyển Pháp quá thăng hoa với Zidane. Nhưng đến World Cup 2002, với một cú rocket vào lưới Trung Quốc, một Brazil quá bá đạo đã bước lên ngôi cao nhất của bóng đá thế giới. World Cup 2006 là giải đấu quốc tế cuối cùng mà anh tham dự. Brazil dừng bước tại tứ kết và một lần nữa họ bị chặn đứng bởi người Pháp, cụ thể là bởi Thierry Henry. Lịch sử chưa bao giờ chứng kiến một hậu vệ nào đam mê tấn công và ghi bàn như Carlos. Nhắc đến anh là nhắc đến một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất qua mọi thời đại. Với đặc sản là thể lực sung mãn, tốc độ kinh hoàng và những cú nã đai bác bằng chân trái. Theo ghi nhận thì cú sút nhanh nhất của anh có tốc độ lên đến 170 km/h. Với hơn một thập kỷ phục vụ Real Madrid và mang về phòng truyền thống đến 3 Champions League, Carlos được xếp vào danh sách những cầu thủ nước ngoài vĩ đại nhất mà câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha từng may mắn mua được. Năm 2004, Pele đưa anh vào top FIFA 100, những huyền thoại bóng đá vĩ đại nhất trên hành tinh. Một hậu vệ với những bàn thắng đã đi vào lịch sử, bạn chắc chắn không thể tìm ra được một Roberto Carlos thứ hai.
Got gold.